Chào anh em đã quay lại với kênh Văn Tình Luxury Car. Thì hôm nay có thông tin mới nhất của dòng xe Toyota Innova thế hệ mới sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 23 tháng 5. Và có một số thông tin thì giá bán bản thấp nhất sẽ khoảng từ 820 triệu và bản cao nhất với giá hơn 1 tỷ. Thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Thì Toyota Innova thế hệ mới ra mắt toàn cầu tại Indonesia và Ấn Độ vào tháng 11 năm 2022. Ngay lập tức, mẫu xe này đã gây sốt khi nhận được sự đón nhận tích cực từ phía người tiêu dùng và đặc biệt là ở Việt Nam. Toyota Innova thế hệ mới lột xác hoàn toàn khi được phát triển trên nền tảng khung gầm GTLGAC sử dụng chung với Toyota Corolla Cross. Nhờ đó, mẫu MEV 7 chỗ của Toyota đã phát triển thành một mẫu crossover với khung gầm liền unibody và dẫn động cầu trước. Là Toyota Corolla Cross thân sẽ được kéo dài hơn một xíu khung gầm. Kích thước tổng thể của Toyota Innova 2023 cũng thay đổi lần lượt là 4.755, 1.850, 1.795 mm. Chiều dài cơ sở tăng lên là 2.850 m, là cho giống như là của Land Cruiser. Khoảng sáng gầm xe là 185 mm. Chính vì vậy Toyota Innova thế hệ mới dài hơn 20 mm, rộng hơn đáng kể so với chiều dài cơ sở tăng thêm 100 mm. Thiết kế tổng thể của Toyota Innova 2023 cùng nổi bật với lưới tản nhiệt mở rộng hơn cùng với các họa tiết lục giác. Chi tiết này liền mạch với cụm đèn pha LED có thiết kế tương tự Fortuner. Trang bị ngoại thất bao gồm đèn LED, cửa sổ trời, toàn cảnh, la răng 18 trên phiên bản cao nhất. Không biết là về thị trường Việt Nam nó sẽ như thế nào. Đây là những thông tin cơ bản cho những dòng xe Toyota Innova tại thị trường Indo. Nội thất của Toyota Innova hiện đại hơn với thiết kế màn hình trung tâm đặt nổi kích thước 10 inch và tích hợp đầy đủ Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động điều chỉnh điện, phanh tay điện tử giữ phanh tự động Auto Hold. Phiên bản cao cấp còn trang bị đồng hồ lái kỹ thuật số 7 inch, hàng ghế thứ hai kiểu Captain với bệ đỡ chân cao cấp, hệ thống giải trí hàng ghế thứ hai với màn hai màn hình 10 inch. Theo các nguồn tin thì Toyota Innova 2023 ra mắt vào ngày 23 tháng 5 sẽ trang bị hai phiên bản động cơ. Phiên bản động cơ xăng 2.0 4 xi lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên cho công suất 174 mã tại vòng quay 6.600 vòng và mô men xoắn là 205 Newton. Đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và ba chế độ lái là Eco, Normal và Power. Động cơ Hybrid 2.0 lần đầu tiên được xuất hiện tại Toyota Innova với động cơ xăng cho công suất 152 mã và động cơ điện công suất 111 mã. Tổng cộng công suất động cơ Hybrid lên tới 186 mã. Đi kèm hộp số tự động ECVT và 4 chế độ lái EV, Eco, Normal, Power. Ngoài ra, mẫu xe 7 chỗ thế hệ mới cũng được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như là cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lực làn đường, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình, thích ứng và đèn pha chủ động. Trên các phiên bản cao cấp còn có cảnh báo điểm mù và camera quan sát 360 độ. Đó là những thông tin cơ bản về dòng xe Toyota Innova được ra mắt tại thị trường Indo và Ấn Độ. Anh em muốn sở hữu dòng xe này, chúng ta hãy đặt cọc, hãng đã nhận xe rồi. Chúng ta đặt cọc và đợi ra mắt để sở hữu dòng xe này sớm nhất nhé. Và Tình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.